Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Địa ốc FT Home. Thì hôm nay Toàn có mặt ở đây để nói về cái sản phẩm đất nền Happyland bên Toàn, và cũng cập nhật về cái tiến độ mà cái bên đất nền Happyland mà bên Toàn đang bán. Thì như quý khách hàng đã thấy thì đất nền Happyland bên Toàn là gồm có 7 sản phẩm. Thì hiện tại bây giờ được sau khi mở bán có người mua ngay 3 sản phẩm để xây nhà lên. Thì quý khách hàng có thấy là độ hot của sản phẩm như nào rồi. Thì ở phía sang kia thì có sản phẩm là có một dãy nhà chúng ta xây lên trước đó rồi. Thì khu vực đó thì là đang có hơn 200 căn nhà, hơn 200 hộ dân thì đang sinh sống. Thì hiện tại hôm nay Toàn ở đây là để vừa cập nhật cái tình hình mà xây nhà ở khu vực đất Happyland này, và cũng vừa giới thiệu cho quý khách hàng hai sản phẩm còn lại của Happyland. Thì hai sản phẩm này sẽ là to hơn cái và diện tích sẽ lớn hơn cái hai sản phẩm mấy sản phẩm mà khách hàng đã mua trước đó. Thì giá này có thể là sẽ rẻ hơn vì diện tích rộng hơn. Thì như các bạn thấy thì hai sản phẩm của bên Toàn nằm ngay đây, đối diện với một căn biệt thự vườn. Thì căn biệt thự vườn này cũng rất là rộng và đẹp. Thì hiện tại thì hai sản phẩm đất nền này của bên Toàn á, có đang bán với giá là 11 triệu một mét vuông. Thì với bề ngang là 4,5, bề ngang 4,5 và chiều dài là 35. Thì khi hai nền nằm cạnh nhau thì sẽ có một diện tích 9 x 35 rất là rộng. Nếu quý khách hàng mà có nhu cầu đang muốn mua để xây biệt thự hay villa thì rất thích hợp. Thì với mức giá đang rất là rẻ với thị trường hiện nay thì dự án đất nền Happyland của bên Toàn đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn với tầm nhìn kinh tế rất là xa. Thì quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu muốn mua đất đầu tư thì bỏ qua cái sản phẩm này của bên Toàn. Đặc biệt hơn thế thì bên Toàn còn đang có rất nhiều dòng sản phẩm khác với mức giá là từ 680 đến 4 tỷ gồm cả nhà lẫn đất. Nếu quý khách hàng nào có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này hãy liên hệ với Toàn qua số 0949698731. Xin chào và hẹn gặp lại.